Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới mua cái bộ symbol này các bạn. Moon V2 như là cái túi để dành làm clip cho các bạn coi. Cái này là chống rung nhé các bạn. Dùng bộ chống rung. Như là mở ra coi nè. Đó, đây là cái tripod nè. Làm này mở cho các bạn coi. Cái này đây là tập hợp đây là đây nè, thông số kỹ thuật nè, mode V2 nè, pin sử dụng tới 16 tiếng nha các bạn. Các bạn này xài pin trời. Đây là sản phẩm của mình đây. Đẹp không? Thấy nhỏ gọn nhất trong các symbol của các hãng các bạn. Cái này vừa đút vô túi nè. Hãng của gì? Hãng của Shizune. Mình để V2 nữa các bạn, thấy không? V2 symbol nè. Này nó có thể đứng được nha các bạn. Đây cái này làm clip nè các bạn, làm cái tường nha. Cái này gắn vô điện thoại nè, móc vô nè. Chúng ta có thể đẩy ra đem vô móc vô nè. Đây là gì? Đây là cáp. Cáp sạc chuẩn là USB-C nè. Đây là cái túi chống sốc. Cái symbol này hiện giờ là được 2019 nha các bạn, nhỏ nhất thế giới luôn đó. Nó có 5 cái mod: flash, low, flash, for flash này. Cái này là chế độ xoay 360 độ. Đây là nút nút thu stop là play nè, nút buồn nè, đây cái tiếp nè, điều khiển 5 hướng 1, 2, 3, chính giữa là 5 hướng. Nó có 5 cái chế độ là 5 cái mod đó các bạn. Nó gọn các bạn, được không? Cái này nó là motor nha các bạn, motor đựng lên nè, nó cân bằng đó. Cái này với phối hợp với cái điện thoại vô là quay được cực kỳ sướng luôn các bạn. Cái này mình đang cầm cái điện thoại mình quay nguyên nên mình không có có một điện thoại khác quay để mình làm clip hướng dẫn cho bạn sử dụng. Đây là cái motor nó các bạn, pin nó pin trời nó các bạn, cái nắp này dẫn ra pin về, pin nó xài được 16 tiếng, một lần sạc xài được 16 tiếng các bạn. Ở đây nó cũng có micro USB nè. Xài bởi Shizune. Đây là bộ sản phẩm, bỏ vô đây để đeo. Các bạn nào mà làm clip để YouTuber hay là gì chơi đó thì sắm cái này xài thấy ok lắm rồi. Quan trọng là pin nó thay được, nó pin rời. Đây là cổng sạc nè, chuẩn USB-C các bạn. Đó. Nhìn vô sạc này, để sạc cái xài rất là 2 ampere.
5 con 20 em. Bây giờ mình thôi tạm dừng tới đây, mốt mình làm một cái review cho các bạn coi cái cách sử dụng cái chim bồ này các bạn. Đây là cái hãng, hàng chính hãng. Rồi các bạn thấy không, gắn điện thoại vô kết nối cài đặt cái app nó vô, không xài app mình xài trực tiếp cũng được các bạn. Mình có gì các bạn này nha. Cái này là cái chip bot nè, nghe giờ này bắt đây nè. Trong cái chim bồ này nó cũng có sẵn nè, cũng có thăng bằng nè, các bạn để cũng được mà bắt vô cũng được. Cái này là chim, gọi là chim ba. Này là chim ba tiếng Anh, chip bot. Bạn ngồi đó là chim rồi. Rồi, bye bye các bạn. Mình hẹn các bạn clip sau, có dịp mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái chim bồ này nha các bạn. Mình tháo ra nó cũng đứng vững được. Này là pin nè, đây là pin nữa các bạn, đó pin nè, pin nữa nè, pin nó cũng đóng ra luôn, có nên nó luôn rồi không? Jizun nè, có thể là 3,6V 4500mg, mình xài được 16 tiếng đồng hồ. Đây. Bắt vô đây thôi. Cứ bạn nhận vô. Rồi cho biết mình là kết thúc tại đây các bạn.